rất là nhiều đông. Hôm nay mình cũng có tuổi đời là khoảng 15 năm rồi đó mọi người. Hello mọi người, hiện tại mình đang ở góc mai của nhà 16 ở thị xã Gò Công nha mọi người. Thì hôm nay thì mùng 2 Tết mình đến nhà ba mẹ mình và ghé thăm những người xung quanh hàng xóm của mình. Và mình ghé thăm góc mai này. Mình chúc mọi người có một năm mới có nhiều thành công và vạn sự luôn như ý nha mọi người. Mọi người nhìn góc mai này rất là đẹp luôn á mọi người. Cứ mỗi dịp xuân về thì gia đình mình hay đến đây ra ngắm cây mai này và chụp ra những bức hình rất đẹp tại nơi đây á mọi người. Cây mai này thì có tuổi đời rất là lâu rồi, nhưng đối với mình nó là một cây mai trang chứa tình yêu thương và rất nhiều kỷ niệm tuổi thơ của con trai mình, và là kỷ niệm của mình khi lần đầu tiên mình đặt chân bước về đây, về trên mảnh đất Gò Công này. Các bạn nhìn thấy đó, cây mai rất là đẹp với tán cây xòe rộng phủ kín cả khu vườn và bông cũng rất là rực rỡ luôn các bạn. Và trước mặt mình là một màu vàng rất là lộng lẫy và khắp nơi đều tràn ngập sắc xuân. Các bạn nhìn hoa kìa, rất là đẹp và rất là thích luôn á các bạn. Và cứ mỗi năm, mỗi dịp xuân về thì gia đình mình lại cùng nhau đi chúc Tết ông bà, chúc Tết cô chú, chúc Tết cậu mợ, và mình cũng không quên chúc Tết nhà dì Sáu. Một ngôi nhà có cây mai rất đẹp và hoa luôn lộng lẫy và rực rỡ. Và cứ mỗi dịp xuân về như thế này, gia đình mình lại có dịp quây quần bên gốc mai, gặp lại những người thân yêu, những người xa quê, những người xa xứ, một năm mới có dịp về một lần. Thương lắm các bạn, chúng mình gặp nhau bằng những tiếng cười rạng rỡ hoặc là tiếng nô đùa của trẻ thơ chạy quây quần xúm xích bên gốc mai này, rất là thích luôn á các bạn. Mọi người nhìn nè, cái nhánh mai của nó nè mọi người. Mai năm nay ra rất là nhiều bông và rất là đẹp. Mình rất là thích luôn á mọi người. Đó, bộ nhánh mai rất là đẹp. Và không những thế, cây mai này còn tỏa ra một mùi hương rất là dễ chịu, dẫn dụ rất là nhiều loài ong bướm, ngay cả chim chóc bay về đây hót ríu ro ríu rít, rất là thích luôn á các bạn. Và đến đây thì video mình nó cũng dài quá rồi. Mình hẹn gặp lại các bạn vào những video kỳ sau nhé. Các bạn nhớ nút like, chia sẻ và đăng ký giúp mình để mình có động lực ra nhiều video hay hơn nha mọi người. Còn đến đây thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye.